Thưa quý vị, hội nghị trực tuyến giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và 19 Sở Giáo dục và Đào tạo là các địa phương có điều kiện khó khăn trong tổ chức dạy và học online cũng như qua truyền hình, nhằm đánh giá và tìm ra các giải pháp để dạy và học hiệu quả trước tác động của dịch bệnh COVID-19 đã được tổ chức. Tại hội nghị, nhiều Sở Giáo dục Đào tạo nêu mong muốn vẫn tổ chức thi kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Lãnh đạo Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết đang tính toán để có phương án phù hợp cho mọi tình huống. Đại diện các Sở Giáo dục và Đào tạo tham dự hội nghị cho rằng nên tổ chức kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2020 để đảm bảo công tác tuyển sinh đại học. Hiện nay, số lượng học sinh có nhu cầu thi đại học rất lớn. Nếu không tổ chức thi Trung học Phổ thông Quốc gia, các em sẽ phải đến thành phố lớn để dự thi tại các trường đại học. Như vậy, áp lực, căng thẳng và tốn kém. Cùng với đó, việc tổ chức kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia cũng đảm bảo sự công bằng cho các thí sinh khi xét tuyển đại học, cao đẳng. Nếu như mà chúng ta tổ chức xét hoặc là giao thi tốt nghiệp cho các địa phương thì cái vấn đề tuyển sinh đại học là sẽ rất là khó khăn, nhất là những em vùng sâu vùng xa sẽ không có điều kiện để mà về các cái trường đại học ở những cái trung tâm lớn để mà tham gia cái kỳ thi đại học vào các cái trường đại học thuộc cấp trên. Tuy nhiên, trong điều kiện học kỳ 2 của năm học 2019-2020 bị tác động bởi dịch COVID-19 thì cần có cách thi sao cho không gây áp lực quá lớn cho các em học sinh. Ta đã tinh giản chương trình rồi, thì bây giờ chúng ta cũng tổ chức cái kỳ thi tốt nghiệp sao cho nó gọn nhẹ. Gọn nhẹ ở đây có nghĩa là không phải là không nghiêm túc, không đảm bảo quy chế, mà gọn nhẹ. Trước hết, Bộ cũng xem xét là nên giảm bớt số môn trong kỳ thi tốt nghiệp. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết cũng đang xây dựng nhiều kịch bản khác nhau cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm nay, trong đó ưu tiên kịch bản tổ chức kỳ thi để tránh những xáo trộn. Thi Trung học Phổ thông Quốc gia như hiện tại thì cái này nó được mấy cái đường. Cái đường thứ nhất là nó ổn định. Cái đường thứ hai là nó cũng có cơ sở cho một số các trường đại học là các em học sinh hoặc là trường là chọn luôn. Và như vậy nếu ta không tổ chức thì các em học sinh là đỡ được lúc này nhưng lại khổ lúc sau. Mà lúc sau mà lại dồn nén tất cả các em học sinh lại về hai thành phố lớn Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh để ôn tập, sau đó tổ chức thi vào các trường lớn lại gây tốn kém xã hội. Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng khẳng định phải đặt an toàn của học sinh lên hàng đầu, trường học phải an toàn thì mới đưa học sinh đến trường.